Sau khi khối xã hội chủ nghĩa tàn rã, bóng đá Cộng hòa Séc, nền bóng đá từng lên ngôi ở kỳ Euro 1976 diễn ra trên đất Nam Tư dưới cái tên tiệp khắc, bắt đầu bước vào thời kỳ suy tàn. Tuy nhiên ở thời điểm đó, nền bóng đá tới từ Đông Âu này vẫn sản sinh ra khá nhiều tài năng cho bóng đá thế giới như Karel Poborský, Patrick Berger, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Pavel Nedved, huyền thoại của Juventus ở thập niên 90 của thế kỷ 20. Trong số những vòng chung kết Euro đáng nhớ nhất của Cộng hòa Séc giai đoạn hậu tan rã, chắc chắn kỳ Euro 1996 diễn ra trên đất Anh sẽ là kỳ Euro đầu tiên được nhắc đến. Không chỉ bởi đây là kỳ Euro mà Cộng hòa Séc đã tiến vào trận chung kết bằng một lối chơi đẹp mắt, mà còn bởi sự quả cảm của họ trước một đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn rất nhiều. Vậy, ở kỳ Euro năm đó, Cộng hòa Séc đã làm được những gì ở giai đoạn vòng bảng? Họ đã đạt được những thông số đáng nể nào? Vì đâu họ lại để thua trước người Đức ở trận chung kết? Ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kể trên. Sau trận thua 2-1 mở màn trước người Đức, một trận thua đã được dự đoán từ trước bởi báo chí và truyền thông bóng đá châu Âu thời điểm đó, Cộng hòa Séc bước vào trận đấu với người Italia ở lượt trận thứ hai với quyết tâm phải giành được chiến thắng nếu muốn có được lợi thế về mặt tinh thần cũng như điểm số ở lượt đấu cuối gặp đội tuyển Nga. Trước khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ đến sân Anfield ngày hôm đó đã coi trận đấu này như trận đấu quyết định đội đứng thứ hai ở bảng C, bảng đấu từng được báo The Guardian gọi là bảng đấu tử thần. Đúng với tính chất của một trận đấu một mất một còn, Séc đã có được một bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 của trận đấu nhờ công của Pavel Nedved. Cụ thể, sau một tình huống đi bóng điệu nghệ ở khu vực hành lang cánh phải, Karel Poborský đã thực hiện một đường tạt bóng chính xác bằng mũi giày trái, một đường tạt bóng đã khiến hàng hậu vệ Italia bị bất ngờ. Sau đó, bóng đến được vòng cấm của Italia đúng vào vị trí của Pavel Nedved. Sau một pha đối mặt với Angelo Peruzzi của Italia, tiền đạo sẽ chuyển đến Ý 2 tháng sau đó đã thực hiện một pha không chế bóng rồi sút thẳng về phía khung thành Italia trước sự bất lực của thủ môn bên phía Azzurri. Một bàn thắng đã khiến cầu trường Anfield ngày hôm đó như nổ tung. Italia bắt đầu gửi lời cảnh tỉnh tới Cộng hòa Séc ở tình huống giao bóng. Cụ thể sau một pha phối hợp, Fabrizio Ravanelli và Errico Chiesa đã đưa được bóng vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng của họ đã bị cản phá thành công bởi hàng phòng thủ của Cộng hòa Séc. Vài phút sau đó, Italia lại thực hiện các đường tạt bóng vào khung thành của Cộng hòa Séc nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Séc bằng sự kiên cường của mình đã khiến các cầu thủ áo thiên thanh không thể đưa bóng vào khu vực vòng cấm của đội nhà. Đến phút 29 của trận đấu, Nedved đã có thể nâng tỷ số lên thành 2-0 nếu anh không trượt chân ở tình huống quyết định. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp Errico Chiesa của Azzurri liên tục gây ra rắc rối cho hàng phòng ngự của Cộng hòa Séc bằng tốc độ và quyết tâm ghi bàn của mình. Đến phút thứ 29 của trận đấu, Luigi Apolloni của Italia phải rời sân sau khi phải nhận thẻ vàng thứ hai, một tình huống có thể được xem là bước ngoặt của trận đấu. Kể từ đó, Cộng hòa Séc bắt đầu tràn lên tấn công, nhờ đó mà ở phút thứ 35 của trận đấu, họ đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 chỉ 10 phút trước khi hiệp 1 kết thúc. Một lần nữa, cánh phải là cánh được Cộng hòa Séc tận dụng ở tình huống ghi bàn. Cụ thể ở tình huống dẫn đến bàn thắng, Pavel Kuka đã bỏ xa cầu thủ theo kèm. Sau đó, anh thực hiện một đường tạt bóng chính xác vào vòng cấm Italia cho người đồng đội Radek Beji thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng, đó là đưa bóng vào lưới Italia bằng một cú sút trái phá. Sang hiệp 2, Italia tiếp tục thể hiện quyết tâm tìm bàn rút ngắn tỷ số bằng một tình huống bóng cận thành của Paolo Maldini. Tuy nhiên, cú sút của hậu vệ đội trưởng ở Italia chỉ có thể đưa bóng đi đập xa. Vài phút sau đó, Chiesa thực hiện một đường đột phá từ một pha ném biên. Tuy nhiên, cũng giống như Paolo Maldini, cú sút từ ngoài vòng cấm của tiền đạo người Italia đã không thể đến đúng địa chỉ. Đến những phút cuối cùng của trận đấu, Italia có được cơ hội nguy hiểm cuối cùng. Cụ thể ở tình huống đó, Gianfranco Zola thực hiện một pha đi bóng từ cánh. Sau đó, anh thực hiện một đường chuyền tuyệt vời cho Pelugi Casiraghi. Cầu thủ số 18 sau khi nhận được đường chuyền đã thực hiện một cú sút trái phá về phía khung thành của Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, cũng giống với những cú sút trước đó của Italia, tình huống dứt điểm của Casiraghi đã không gây ra mối đe dọa nào cho khung thành Cộng hòa Séc. Với việc có được chiến thắng trước Italia, cùng với đó là một trận hòa 3 đều trước người Nga ở lượt đấu cuối cùng, đội bóng tới từ vùng Trung Âu đã vượt qua vòng bảng với thành tích khá đồng đều, một trận thắng, một trận hòa và một trận thua, ghi được 5 bàn để thủng lưới 6 bàn, có được 4 điểm và hiệu số -1, ít hơn hiệu số 0 của Italia sau 3 lượt trận. Tuy nhiên, với việc giành chiến thắng trước Italia, Cộng hòa Séc đã vượt qua vòng bảng nhờ thành tích đối đầu với Azzurri. Dù phải nhờ đến loạt đá luân lưu trước người Pháp để lọt vào trận chung kết châu Âu đầu tiên sau khi tiệp khắc tan rã, nhưng so với người Đức, những người cũng phải nhờ tới loạt sút luân lưu cân não để vượt qua người Anh ở trận bán kết. Cộng hòa Séc có phần may mắn hơn rất nhiều so với Die Mannschaft. Cụ thể, trong khi Cộng hòa Séc không gặp phải bất cứ sự vắng mặt nào đáng kể, thì Đức lại phải thi đấu khi không có được sự phục vụ của Jürgen Kohler, người phải ngồi ngoài ngay sau trận đấu mở màn gặp Cộng hòa Séc. Tiếp đó, Stefan Froh và Freddy Bobic, hai cầu thủ gặp phải chấn thương trước khi trận chung kết diễn ra. Dù gặp phải hai mất mát lớn trước giờ bóng lăn, người Đức vẫn có một chút an ủi, đó là Matthias Sammer, libero hàng đầu của Đức thời điểm đó, vẫn sẽ được vào sân dù không đảm bảo 100% thể lực. Tiếp đó là Jürgen Klinsmann, đội trưởng và là máy dội bom của Đức ở vòng chung kết Euro năm đó, người đã kịp hồi phục cho trận chung kết sau khi phải ngồi ngoài ở trận bán kết gặp Anh. Dù không còn cái không khí máu lửa của trận chung kết giữa hai đội diễn ra cách đây 20 năm trên đất Nam Tư,
Tuy nhiên, cả hai vẫn cho thấy quyết tâm của mình bằng những tình huống ăn miếng trả miếng xuyên suốt hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, càng về sau, Đức càng cho thấy sự vượt trội của mình trước một Cộng hòa Séc non trẻ. Đội bóng chỉ có thể tận dụng những sai lầm của người Đức để thực hiện những pha phản công nhanh xuyên suốt 30 phút đầu tiên của hiệp 1. Thế rồi, người Đức bắt đầu đưa ra lời cảnh tỉnh đầu tiên cho người hàng xóm Cộng hòa Séc. Cụ thể, sau một pha bật tường của đồng đội trong vòng cấm Cộng hòa Séc, Stefan Kunz đã thực hiện một pha bay người vô lễ đẹp mắt về hướng khung thành của thủ môn Peshkova. Tuy nhiên, cú sút này của tiền đạo người Đức lại đập trúng người thủ môn Cộng hòa Séc khi Koba lao ra cản phá, khiến quỹ đạo bay của bóng bị thay đổi. Ngay sau đó, Karel Rada đã thực hiện một pha phá bóng đẹp mắt ngay trước lưới trống, qua đó cứu đội nhà thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Sau 45 phút đầu tiên bất phân thắng bại, cả hai đội bắt đầu đẩy nhanh tốc độ tấn công rồi chờ đối thủ phạm sai lầm. Ngay sau đó, ở phút thứ 58 của trận đấu, Đức là đội đã mắc phải sai lầm khi Matthias Sammer phạm lỗi với Karel Poborský trong vòng cấm ở tình huống băng xuống của tiền đạo cánh tài hòa bên phía Cộng hòa Séc. Đương nhiên, Patrick Berger đã không bỏ lỡ cơ hội mở điểm bằng vàng cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Nhận phải bàn thua ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2, huấn luyện viên Berchivos bắt buộc phải tung quân bài tẩy trên băng ghế dự bị của mình, tiền đạo Oliver Bierhoff của Udinese ở phút thứ 69 của trận đấu. Chỉ sau đó 4 phút, tiền đạo người Đức đã đền đáp niềm tin của ông thầy Berchivos bằng một bàn thắng quý hơn vàng tới từ một pha băng vào đánh đầu sau tình huống đá phạt từ ngoài vòng cấm của đội nhà. Cũng giống như trận chung kết giữa Pháp và Italia diễn ra sau đó 4 năm trên đất Hà Lan, Đức và Cộng hòa Séc phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ sau khi không thể làm được điều này ở 90 phút thi đấu chính thức. Và cũng giống như trận đấu giữa Pháp và Italia, bàn thắng vàng đã đến với đội bóng giàu kinh nghiệm hơn, đó chính là đội tuyển Đức của huấn luyện viên Berchivos. Cụ thể, ở phút thi đấu thứ 2 của hiệp phụ 1, đội tuyển Đức thực hiện một pha tấn công trước khung thành của Cộng hòa Séc. Oliver Bierhoff lúc này đang có bóng trong chân và phải chịu sự theo kèm của hậu vệ Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, nhờ sự khéo léo của mình, cầu thủ người Đức đã thực hiện thành công một pha xoay người rồi dứt điểm kết liễu hy vọng lên ngôi của Cộng hòa Séc. Dù không thể có được danh hiệu vô địch Euro 1996, nhưng tập thể Cộng hòa Séc năm đó, đặc biệt là Karel Poborský, người đã thực hiện tổng cộng 2 pha kiến tạo cho Cộng hòa Séc ở kỳ Euro, thành tích đã giúp anh lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Alex Ferguson, người đã đem anh về sân Old Trafford ở thị trường chuyển nhượng hè năm đó với mức giá 3,5 triệu bảng.